Viện Dinh dưỡng Quốc gia phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản đã nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ tách nước ly tâm trong sản xuất rong nho kết hợp với phương pháp sấy lạnh và bức xạ hồng ngoại. Tách nước ly tâm nên giúp kéo dài thời gian bảo quản rong nho nhưng vẫn giữ được nguyên hương vị và các dưỡng chất ban đầu. Rong nho là một loại rong biển có hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là hoạt chất fucoidan và colophin, giúp tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống ung thư. Sử dụng rong nho thường xuyên có thể ngăn ngừa các bệnh về tim mạch, huyết áp và tiểu đường. Rong nho là một cái món ăn mà rất là phổ biến ở người dân Nhật Bản. Bản chất thì nó cũng là một cái loại giống như là các loại rau thông thường thôi, nhưng mà cái giá trị dinh dưỡng của nó thì lại cao gấp rất nhiều lần so với các loại rau thông thường của chúng ta ăn. Đấy. Nếu như mà nói về cái giá trị dinh dưỡng thì trong rong nho là chứa rất nhiều các cái loại vitamin và khoáng chất. Ví dụ như là vitamin A, vitamin B, vitamin C. Đấy, hàm lượng rất cao. Ngoài ra ấy, thì trong rong nho nói riêng cũng như là tất cả các loại rong biển thì đều chứa rất nhiều các cái vi chất dinh dưỡng, ví dụ như là sắt này, kẽm này, canxi này, iốt này, là những cái vi chất rất là quan trọng đối với việc tăng cường sức khỏe cũng như là tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngoài các cái vitamin và khoáng chất thì trong rong nho còn có chứa những cái hợp chất rất là quý, đó là FDA, fucoidan và calreptin, là những hoạt chất mà có tác dụng rất tốt trong phòng ngừa, phòng chống ung thư cũng như là phòng chống virus có hiệu quả. Ngoài ra nếu mà chúng ta sử dụng cái rong nho này thường xuyên ấy thì còn tác dụng rất tốt phòng chống những cái bệnh ví dụ như tiểu đường, huyết áp, mỡ máu. Chính vì vậy cho nên là rong nho còn được coi là một cái thần dược của người Nhật Bản để chống lại tuổi già.